đô thị hóa. Xin chào cả nhà, hôm nay có duyên đến gia đình này ăn ké một bữa. Cả nhà đang chuẩn bị món gì cho chúng em vậy? Cháo gà. Wow. Cháo gà cá chiên, nhà làm như nhà hàng vậy. Lên dĩa rồi đóng bao lại nữa.